Xin chào quý khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube CNC Đông Phương Official. Ngày nay, các mẫu thiết kế phong cách theo phong cách tân cổ điển ngày càng được ưa chuộng và đánh giá cao bởi tính thẩm mỹ và nét đặc trưng riêng, mang lại sức hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên và khiến bạn choáng ngợp bởi sự sang trọng, quyền quý. Trong đó, món đồ nội thất nổi bật nhất là thiết kế các mẫu bàn ghế tân cổ điển. Những mẫu sản phẩm này được chạm khắc thiết kế hoa văn đa dạng cầu kỳ, góp phần mang lại sự sang trọng, quý tộc cho các biệt thự hay căn hộ chung cư cao cấp. Và rất nhiều sự sừng bọc về ứng dụng công nghệ máy đồng tự mẫu Đông Phương và công đoạn chạm sổ hoa văn. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn qua video ngày hôm nay nhé. Với những chi tiết 3D trên bộ bàn ghế tân cổ điển như trợ ghế, vách ghế, chương ghế, hết được xử lý bằng hệ thống máy CNC đục gỗ 3D. Những chi tiết hoa văn hoa lá tây đục ra từ máy đạt độ tỉ mỉ và sắc nét cao. Với những chi tiết bàn ghế tân cổ điển có biên dạng phức tạp và dòng máy CNC đục gỗ 3D không thể nào xử lý được, thì dòng máy CNC 40 có khả năng xử lý hoàn thiện. Máy có tốc độ xử lý nhanh, sắc nét, độ đục tinh xảo và hoàn thành của sản phẩm tạo ra lên đến 95%. Có thể thấy, xu hướng chuyển đổi phương thức sản xuất đang được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở mộc trên toàn quốc. Tận dụng máy CNC đục gỗ để đục khắc hoa văn trên bộ bàn ghế tân cổ điển đã nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định một ứng dụng tuyệt vời của công nghệ máy CNC đục gỗ Đông Phương. Quý khách hàng đang quan tâm hãy liên hệ đến đơn miền để được tư vấn và báo giá ưu đãi. Hotline 0362 903 888 hoặc 0368 838 388. Xin chào và hẹn gặp lại!